dung hòa những điều hay đẹp trong pháp giáo nhà Phật và áp dụng vào ngay trong cuộc sống hàng ngày. Sách Pháp giáo nhà Phật đoàn trung còn. Khi học hỏi giáo lý nhà Phật, chúng ta có thể dung hòa những điều hay đẹp trong đó và áp dụng vào ngay trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày đều tụng đọc những lời dạy của chư hiền thánh, những kinh sách khuyên dạy việc bỏ ác làm lành, thì thế nào lại chẳng được cảm hóa mà làm theo? Mà như vậy tức là đã tu tập rồi, chẳng đợi phải cạo tóc vào chùa mới gọi là tu. Còn những người không xem đến kinh điển, không chịu học tập những lời dạy của thánh hiền, hàng ngày chỉ biết quỳ mọp lễ bái trước khói nhang, trước những tượng cốt trên điện thờ, thì nhất thiết không thể dựa vào đâu mà đạt được những giá trị cao quý đích thực của sự tu tập. Bản in lại theo nguyên gốc, chỉ còn vài bộ. Quý vị mua sách nhắn, tên sách, địa chỉ, điện thoại, họ tên người nhận để được chuyển sách miễn phí tận nhà. Kiểm tra sách ưng ý mới thanh toán.